Một phiên đầu tuần khá khởi sắc của VN-Index khi mà thị trường ta có một cái yếu tố giao dịch cả ngày rất là buồn, rất là buồn ngủ đúng không? Nhưng mà buổi chiều bắt đầu là VN chúng ta có những cái động thái, dòng tiền bắt đầu chảy vào một theo một cái yếu tố nào đó, làm cho thị trường chúng ta có yếu tố bất tăng và cũng có khá nhiều mã cổ phiếu đóng khá cao ngày hôm nay. Đó là một trong những cái tín hiệu cũng rất là tích cực đối với những anh chị nhà đầu tư chúng ta cầm hàng để chúng ta bớt áp lực và mặc thua lỗ trong giai đoạn gần đây. Cũng như chúng ta cũng thấy đó có những dòng tiền người ta vẫn trực chờ bên ngoài để người ta tham gia vào. Thế thì đối với những cái việc mà thị trường chúng ta có một cái phiên tăng giá đó còn cả 8-9 điểm, như cái phiên ngày hôm nay kèm ở thanh khoản không có quá nhiều cái yếu tố thay đổi thì anh chị cần phải lưu ý những gì? Và những gì anh chị cần phải quan tâm vào phiên ngày mai thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì hôm nay anh chị có thể thấy là hôm nay khối ngoại người ta bán ròng 542 tỷ. Tự doanh thì hình như hôm nay cũng bán ròng đâu đó khoảng 200 tỷ ấy. À, đây là số liệu ngày hôm trước, số liệu hôm nay hình như đâu đó khoảng bán ròng 200 tỷ, cá nhân mua đâu đó là 8-900 tỷ gì đó. Vì thế thì đối với những cái hoạt động này chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề nào và hành động của tổ chức ở đâu thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì bây giờ anh chị có thấy thị trường chúng ta sau những cái giai đoạn mà thị trường ta test được hai cái đáy ngắn hạn ở đây tạo ra một vùng hỗ trợ rất mạnh là 1106, 1107. Thì hôm nay phiên thứ hai đầu tuần thị trường ta có phiên nhóc lên đâu đó khoảng chưa tới 1%, tăng một cả 8 điểm. Với thanh khoản nó không có khác gì với những cái phiên trước. Và đặc biệt trong ngày hôm nay nó lại có một cái yếu tố đặc biệt hơn những cái phiên trước, đó là nó có động thái được giống như thị trường được bơm đô bin ấy. Giống như vậy nó đang giao dịch rất là buồn ngủ, rất là mệt, nó uể oải đúng không? Cả ngày giao dịch cứ lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống. Chưa hình dung ra xu thế thì chiều nay thị trường chúng ta đón những cái tin tức rất tích cực về margin làm cởi bỏ được cái tâm lý cho thị trường và thu hút những cái dòng tiền cá nhân người ta quay vào trở lại sau một khoảng thời gian người ta đứng ngoài khá lâu. Thì hôm nay bên đó chúng ta là có thông tin mở margin từ VBS nó lan tỏa lên thị trường và kéo với thị trường chúng ta có những lực mua rất là nhanh và quyết liệt trong vào phiên chiều, làm cho thị trường chúng ta có yếu tố bứt phá tốt hơn so với cái phiên sáng. Thực ra là thị trường này là ngày hôm nay nó đến từ cái việc là có thông tin nên nó mới như vậy, chứ còn bản thân mà nếu mà nó không có những cái thông tin như thế này thì bản thân Nam đánh giá thị trường khả năng đóng quanh 1128, 1129, bởi vì anh chị thấy là cả ngày nó rất là lờ đờ, chiều ra tin thì nó mới kéo lên và thanh khoản không có nhiều cái yếu tố về mặt hỗ trợ cho thị trường. Đây là một trong, mặc dù là thị trường tăng giá nhưng mà thanh khoản khá là thấp nên đâm ra là đối với những cái việc mà thị trường đi lên trong nghi ngờ thời điểm hiện tại nó không đủ tin cậy để mình có thể là đưa cái dòng tiền lớn của mình vào thị trường. Ngược lại là đối với những cái thông tin ngắn hạn như thế này của thị trường thì quan điểm của mình đây cũng là một trong những cái thời cơ rất tuyệt vời để anh chị nhà đầu tư chúng ta tranh thủ những cái lực mua từ những nhà đầu tư họ theo thông tin người ta mua vào, thì anh chị hạ tỷ trọng đi trong những cái phiên phục hồi, đó là cái yếu tố cần thiết chúng ta lưu ý nha. Vì thế đối với cái video này Nam sẽ đi bắt đầu đi phân tích các mã cổ phiếu để cho anh chị chúng ta hình dung là các cổ phiếu nào anh chị nắm thì cái lực bán nó ở đâu. Và anh chị nghe video này anh chị nhớ giúp Nam một số cái yếu tố vấn đề như sau. Thứ nhất là anh chị hãy xem video này như một cái yếu tố tham khảo, bởi vì mình sẽ đánh giá những cái lực bán của cổ phiếu dựa trên cái yếu tố cung cầu để anh chị chúng ta hình dung. Vì thế là nếu mà thí dụ như mình nhận định mà ngày mai những cái cổ phiếu đó nó gặp yếu tố lực bán á, thì anh chị hãy xem nó là cái yếu tố bình thường. Còn cái việc mà anh chị thấy lực bán nó xảy ra mà anh chị có bán hay hành xử hay không, cái đó là quyền quyết định của anh chị nhà đầu tư, chứ mình không có quyết định với cái việc mà anh chị chúng ta mua bán. Mà về mua bán, thí dụ anh chị không mua theo mình mà anh chị bán theo mình, mà lỡ mà anh chị bán xong nó tăng, anh đổ lỗi cho thằng Nam, cho thằng thấy thằng Nam nó phân tích như thế này, cái mình bán là cái hôm ngày sau nó tăng là mất hàng là nó không đúng nha. Cái việc mà chúng ta đi mua bán cổ phiếu nó phải tùy vào, thứ nhất là cái điểm mua, vị thế chúng ta ở đâu và chúng ta bán cổ phiếu là vì cái gì. Còn thí dụ như mình phân tích lực bán để cho anh chị biết là ở cái vùng đó nó sẽ có những cái lực cản và anh chị chúng ta lưu ý. Còn cái việc anh chị chúng ta cơ cấu hay không, quyết định cái dòng đó, quyết định cái lãi lỗ của anh chị, nó ảnh hưởng lên cái NAV của anh chị. Vì thế chúng ta phải lưu ý hãy xem video này như một cái yếu tố tham khảo, còn quyết định mua bán là quyết định đến từ anh chị nhờ từ cá nhân, lưu ý ha. Còn đối với cái thanh khoản này của thị trường vào phiên tăng như thế này bởi những cái thông tin nó không quá nhiều cái yếu tố ý nghĩa nha, chúng ta lưu ý nếu mà thị trường này mà tổ chức người ta đánh á, dựa vào những cái thông tin như vậy là volume phải to, volume khoảng cỡ 800 tỷ cổ phiếu, ok. Thứ hai là những cái con mà đầu đàn hôm giờ nó phải tăng ngay, ví dụ VD, con đầu đàn SSI, những con tăng ngay, mà hôm nay là những con này tăng yếu thị trường chung. Đặc biệt là ngày hôm nay nó là có một số cái mã, ví dụ như dính bởi ảnh hưởng chiến tranh thì nó tăng tốt hơn. Ví dụ như BR, BVS hoặc là gì ạ? GAT nè. Và hôm nay nó đến từ sự kéo giá của FPT. Nói cho anh chị nhà đầu tư đây là đều là những mã cổ phiếu mà bên mình nắm hết. Và đặc biệt là ngân hàng là con ACB. Hôm nay tăng khá là tốt đúng không? Kéo từ giá 21x lên khoảng 25. Nói chung hôm nay gần như thị trường nó kéo cái danh mục chủ chốt bên mình. Anh chị coi video mình xuyên suốt thì anh chị cũng biết là mình có một cái danh mục chủ chốt và gần như mình không bán. Cái lý do mình không bán trong giai đoạn vừa qua là gì? Thứ nhất là những cái cổ phiếu đó mình đã chắt lọc về mặt câu chuyện của cổ phiếu rồi. Thứ hai nữa là đánh giá với dòng tiền thì các cổ phiếu này chưa xuất hiện các dòng tiền lớn nó thoát ra ngoài.
Cái thứ ba là dư địa và cái tiềm năng của những cổ phiếu này trong giai đoạn sắp tới nó cao. Nên là gần như là từ 1.250 trở xuống mình chỉ đi bán những cái mã cổ phiếu tới cộng, thoát hết những mã cổ phiếu cần thoát và nắm giữ lại những cái mã cổ phiếu theo dạng chủ chốt ở bên mình. Đương nhiên thì cái đó sẽ có một những mã cổ phiếu vẫn còn đang lời bình thường, có những mã cổ phiếu nó vẫn lỗ, ví dụ lỗ khoảng 2-3% quay đầu so với cái việc mà thị trường ta giảm 120 điểm, 150 điểm. Đó là cái yếu tố vận động rất chi là bình thường của thị trường. Nên anh chị phải hình dung là gần như ngày hôm nay những cái mã cổ phiếu mà nó tiêu biểu trong ngày hôm nay gần như kéo danh mục của bên mình hết, nên chúng ta phải lưu ý một số cái điểm như thế. Và cũng chia sẻ luôn với anh chị nhà đầu tư là hôm nay anh chị hỏi là mình có tham gia cổ phiếu hay không, thì bên mình chỉ tham gia một mã cổ phiếu. Mặc dù là mình không có biết cái thông tin về phiên chiều, là có những cái thông tin đó mình tham gia vào buổi sáng, cái cổ phiếu đó thì là cũng là một trong những cái cổ phiếu chủ chốt của bên mình, chứ nó không phải là cổ phiếu bên ngoài. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai nữa là cái cổ phiếu đấy mình tham gia bởi vì nó có cung cầu riêng và nó có sức đợi giá riêng. Cái thứ ba nữa là mình sẽ kỳ vọng một cái game của cổ phiếu đó trong những cái dịp sau, nên chúng ta lưu ý đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân. Còn các cổ phiếu khác trên thị trường mình không tham gia vì thứ nhất là quan điểm của mình, thị trường chúng ta nếu mà thanh khoản nó không thay đổi, tức là nó không có những cái phiên 800 triệu cổ phiếu, 1 tỷ cổ phiếu, tức là nó không kích thích được dòng tiền á, thì kiểu như thị trường ta sẽ lủng cái mốc nghìn mốt. Lưu ý á, ở đây là những cái phiên phục hồi tự nhiên và tự hồi tự động của thị trường thôi. Nó xuống đủ sâu thì nó kích hoạt nhà đầu tư bắt đáy. Bắt đáy mà tổ chức không mua vào rồi tự những nhà đầu tư họ cũng sẽ bán ra. Thí dụ như hôm nay nè, nếu mà không có những thông tin như VPS đánh lên, cái chắc với anh chị nhà đầu tư là thí dụ không có những thông tin VPS mở margin thì chắc chắn với anh chị nhà đầu tư thị trường nó không kéo lên đâu. Bởi vì anh chị quan sát cả ngày thấy nó rất lờ đờ. Buổi chiều nhiều mà cổ phiếu gặp áp lực bán. Và thông thường những cái thông tin này ra mà truyền tải cho môi giới là báo khách hàng đi mua, đó là cứ đủ 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 lên, nhưng mà thanh khoản thực sự nó không hề có yếu tố thay đổi. Thì Nam nghĩ là đối với những cái vấn đề như thế này của thị trường thì nó, tức là mình không quá tin vào cái việc dòng tiền hoặc là thị trường người ta đánh lên nhờ vào sức mạnh của nhỏ lẻ. Anh chị phải hình dung như thế, bởi vì bên mình là VBS là đại diện cho khoảng 22% các yếu tố thị phần, mà 22% thị phần trên HEX đó thì nó tương đương là rất là nhiều cái, nó rất nhiều công ty chứng khoán khác cộng lại. Anh chị hình dung như thế, một miếng bánh mà sẽ bốn sẽ năm, bên mình chiếm một phần. Mà thí dụ bên mình mở margin mà công thông tin đó bên mình biết trước đi chẳng hạn, thì nó ào ra thị trường nhà đầu tư mua lên mà mình thì lại không tin vào dòng tiền của nhỏ lẻ. Nguyên tắc của mình khi đi vào thị trường là mình chỉ đi cùng với cá mập để tìm kiếm săn mồi những nhà đầu tư khác, mình không có nhu cầu đánh ngược cá mập, còn hoặc là không có đánh ngược vào cái yếu tố dòng tiền. Vì thế là dòng tiền trong giai đoạn này thanh khoản vẫn thấp thì thị trường phục hồi nó là bình thường. Tuy nhiên để mà tham gia mạnh mẽ vào thị trường thì mình không có tham gia đối với thị trường khi cái yếu tố thanh khoản vẫn còn rất thấp ở thời điểm hiện tại. Nên chúng ta lưu ý nha, nói chung là dưới 600 triệu cổ phiếu là không có gì phải để tiền mình vào cả, cứ nhường cho anh chị nhà đầu tư khác, ai ăn thì cứ ăn. Mình sẽ chờ một cái cơ hội đủ lớn, bởi vì lúc này mình đang cầm tiền bên ngoài, một phần hàng mình vẫn nắm giữ trên thị trường, đó là những cái hàng mình lóc lại mình để nó qua một bên luôn và mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm những diễn biến của những cái cơ hội mới sắp tới. Những cơ hội đó có yếu tố xảy ra thì khi mà dòng tiền đủ to thì mình sẽ tham gia lại. Còn đối với cái việc mà thị trường ta đi xuống sâu 120 điểm, 150 điểm thì nó có yếu tố phục hồi khoảng 25, 30 hoặc là 50 điểm, đó là cái yếu tố vận động rất là bình thường của thị trường. Còn quan điểm của mình, nếu mà thị trường dòng tiền lớn mà nó không vào thì kiểu như cái đấy 1.106, 1.107 nó cũng lủng. Còn trong trường hợp mình sai là chỉ khi nào mà dòng thị trường nó có những cái dòng tiền lớn nó đẩy vào thanh khoản 1 tỷ cổ phiếu, 1 tỷ 2 cổ phiếu thì mình đánh giá là mình sai. Lúc đó là mình gì? Mình sẽ canh những mà cổ phiếu nó có độ tích lũy tốt, nó có dòng tiền thì mình tham gia nhịp sau. Và mình không đánh đổi cái NAV hoặc là tiền của khách hàng ở trong những cái giai đoạn như thế này. Anh chị là mạo hiểm thì anh chị có tham gia thoải mái. Mình là người đánh theo dòng tiền, đối với việc mà thanh khoản nhỏ mình không đưa tiền của khách hàng mình vào. Thanh khoản lớn, lúc mà mọi thứ nó nóng lên, nó sốt lên, bỏ tiền vào chơi, tránh những cái trường hợp gặp yếu tố rủi ro trên thị trường. Anh chị giống như anh chị đánh đất cũng vậy ấy. Anh chị lúc mà nó ảm đạm anh chị mua, anh chị rất là sốt ruột. Mình thế, mình chỉ chơi khi nào nóng thôi, khi nào nó sốt thì mình đánh, tức là thanh khoản ở tỷ, tỷ hai cổ phiếu lao vào chơi. Còn nếu mà thanh khoản dưới 600 thì cứ nhường nhà đầu tư khác, những cái đợt mà bùng nổ nhỏ lẻ như thế thì mình không tham gia. Vì thế là khi mà dòng tiền mình á đẩy vào thị trường thì đương nhiên là phải có ai nó đẩy cùng thì mình đẩy theo. Còn nếu mà không đạt tiêu chí đó thì hãy để cho thị trường tự vận động cung cầu ở thời điểm hiện tại. Còn bản thân mình vẫn chưa thấy dòng tiền tổ chức nó xuất hiện ở trong những cái phiên gần đây. Thậm chí là quan điểm của mình nha, nếu mà tổ chức người ta có đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu, người ta sẽ tận dụng cái phiên này nè mà có dòng tiền từ những nhà đầu tư cá nhân người ta kéo lên á, kiểu gì họ bán ra. Chứ nếu mình là những nhà đầu tư kẹp là một nè, những nhà đầu tư tổ chức là hai nè, tận dụng những cái phiên này để mình bán ra, chứ mình không thu gom cổ phiếu cho những cái điểm như thế này. Mình tin chắc là hôm nay lượng nhà đầu tư cá nhân là những người đầu tư mua rầm trên thị trường rất nhiều ha. Mình ra cái tin đó một hồi mình kiểm chứng, mình biết rất nhiều mã cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân vào đua, nhưng mà đua xong là các cổ phiếu nó sẽ không được như kỳ vọng đâu, chúng ta lưu ý ha. Ok, đó là một số cái yếu tố trao đổi chút về thị trường thôi. Còn thuần về cung cầu và kỹ thuật thì ngày mai thị trường chúng ta có một cái điểm, cái mốc gap ở đây là quanh 1.160, 1.150. Quan điểm mình là kiểu như ngày mai nha, nếu mà nó kéo gap lên ngày mai nó cũng sẽ đóng một cái nến quay đầu.
đóng xuống như thế này này, chỉ cho nó như vậy. Vì thế quan điểm của mình thì đây không phải là những cái điểm để cho anh chị, thứ nhất là để tham gia mới, thứ hai nữa là nó không phù hợp cho anh chị nhà đầu tư chúng ta mua thêm, bởi vì thị trường nó đã có một cái điểm phục hồi đủ lớn rồi, đủ tốt rồi. Thí dụ nhịp này mình đánh giá thị trường chúng ta từ 1.106 phục hồi lên, mình cũng nói thẳng với anh chị nhà đầu tư một nhóm là nếu phục hồi như thế này mình bỏ qua, bởi vì lúc này nó sẽ không an toàn và các cổ phiếu không chắc là nó sẽ phục hồi đều, bởi vì có những con phục hồi có những con không. Ví dụ nay thị trường tăng điểm nó đến từ một số con trụ, nó kéo cho còn nhiều mảng cổ phiếu nó giảm ngay hôm trước, không sao nó phục hồi lại được bình thường, không tạo ra quá nhiều biên lợi nhuận và mình chưa thấy các yếu tố tạo đáy của cổ phiếu xảy ra nên mình không có tham gia, nên mình chia sẻ thẳng cái vấn đề đó. Cái thứ hai là thị trường chúng ta hồi lên lớp cái gap này nó sẽ gặp xung lực bán của những nhà đầu tư bị kẹp ở cái nền này nè, bởi vì cái nền là nhà đầu tư gì ạ, tích lũy ở đây đúng không, bắt đáy ở đây rủ xuống cái có những nhà đầu tư bán ra, có những nhà đầu tư kẹp lại thì lên trên này nó sẽ gặp cái yếu tố lực bán. Thế quan điểm mình là ngày mai khả năng đầu phiên thị trường chúng ta kéo lên đầu phiên, sau đó có những cái áp lực bán chốt lời xảy ra, nên cái việc mà để mua ngày mai hay không thì mình đánh giá không cao, mình chỉ quan tâm là ở đây nó sẽ xuất hiện lực bán, còn cái việc mà anh chị chúng ta mua bán hay không thì mình không rõ. Cái thứ ba nữa là anh chị phải hình dung là VPS họ mở margin á, nó đến từ một số cái yếu tố như sau. Thế như anh chị thấy là ngày hôm qua mình chia sẻ là nếu cái yếu tố tín phiếu ngừng hút hoặc là ít hút lại thì hệ thống, tức là cái yếu tố xoay chuyển về vĩ mô xảy ra thì khả năng rất cao các công ty chứng khoán người ta sẽ mở lại tỷ lệ cho vay. Ví dụ như anh chị thấy hôm nay là bình thường ngân hàng nó hút 10.000 thì bây giờ nó hút 5.000 thì cái yếu tố đó nó làm cho cái việc và động lực để cho VPS mở lại cái tỷ lệ cho vay, đó là cái yếu tố kích thích và mặt tâm lý, cởi trói được cái tâm lý và mặt margin cho thị trường, nó giải tỏa được nhiều cái yếu tố áp lực về mặt thoải mái hơn cho cái việc giải ngân. Tuy nhiên là năm đánh giá khoảng cỡ 20 mấy mà cổ phiếu đó được mở ra thì nó không tác động quá nhiều lên thị trường, đa phần toàn mấy con gì đâu, không phải là mấy cái con chính mà để nó kéo như là thu hút được dòng tiền quá nhiều, đa phần là những cái mã gì á, nói chung là mình đánh giá không cao. Một số mã thì mình đánh giá nó không có ảnh hưởng lên quá nhiều lên thị trường, thì cái việc mà cắt margin 5% ở đây cũng vậy, mình đánh giá cái việc cắt margin ở đây này nó không tạo lên quá nhiều cái yếu tố ảnh hưởng lên thị trường đâu, vì thế cái việc mở 5% margin ở đây cũng không ảnh hưởng quá nhiều lên thị trường. Tổ chức người ta muốn xuống là nó xuống, nó bán hết hàng thì xuống, còn tổ chức mà nó mua hàng thì nó sẽ lên, thế thôi. Còn cái việc margin hay không thì nó chỉ là một trong những cái yếu tố về mặt là tâm lý ngắn hạn, không phải là cái yếu tố dài hơi đối với thị trường, để chúng ta lưu ý tránh trường hợp là chúng ta FOMO, mà chúng ta cần phải tỉnh táo trên cái yếu tố lực cung cầu mua bán và dòng tiền của tổ chức trong các vấn đề mà chúng ta tham gia đối với thị trường ở thời điểm hiện tại ha. Vậy thì chúng ta phải lưu ý cái gap này, cái vùng 1.150 cộng trừ là một trong những cái điểm mà thị trường ta sẽ gặp áp lực bán khá lớn, anh chị chúng ta phải lưu ý và anh chị phải hạn chế FOMO vào ngày mai, lưu ý ha. Còn cái thông tin như là chiến tranh này kia thì anh chị có thể thấy là phản ứng của thị trường thế giới, giá dầu leo cao, giá dầu leo cao đúng không, thì những cái ngành nghề hưởng lợi như là BVS rồi BR này kia, gas nó quá rõ ràng rồi, thì đó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà nằm trong danh mục chủ chốt của mình thì mình vẫn để xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua và không khuyến nghị anh chị nhà đầu tư bên mình bán đi. Chúng ta lưu ý ha, anh chị có thể tham khảo một số cái khuyến nghị của mình trong ngày hôm nay. Thứ nhất là tuần vừa rồi VN người ta dao động khá lỏng, biên độ khoảng 25-30 điểm từ vùng 1.106-1.107. Kết tuần nhìn chung là không có gì quá mới mẻ. Bản chất thị trường rơi sâu là hồi lên, bình thường hồi lên đủ lực thì gặp áp lực lực cung trên bán cắt lỗ chưa bán. Tức là ngày mai đó, cái lực cung đó nó sẽ bắt đầu chờ anh chị nhờ tôi mua lên là bán ra thôi. Với cái động thái này của thị trường dao động biên nhỏ và cổ phiếu vận động lỏng, đặc biệt là khối volume của thị trường không có nhiều cái yếu tố khởi sắc, thì mình vẫn chọn hành động là nằm im và chờ thêm. Đối với vùng 1.106-1.107 thì thị trường có hai lần không xuyên thủng vùng này bật tăng thì thông đánh giá vùng này sớm muộn nó cũng sẽ thủng để kích bán, xác suất khoảng 80%. Xác suất thị trường cân bằng từ 1.120 cộng trừ đi lên đâu đó khoảng cả 20% thôi, không nhiều, và mình vẫn duy trì kịch bản này. Vì mọi thứ đối với mình ở thời điểm hiện tại nó chỉ có volume và dòng tiền, nó phải có yếu tố thay đổi thì mình mới thay đổi được cái mindset. Còn nếu mà dòng tiền, bởi vì mình đánh xưa nhưng mình đánh trên dòng tiền mà cũng nhờ cái dòng tiền nó thoát ra mà mình thoát được, thì cũng phải nhờ cái dòng tiền nó phải chảy vào lại, dòng tiền thông minh phải chảy vào lại thì mình mua vào. Lưu ý nha, mọi người nó có một cái cách giao dịch nó khác nhau nhé. Cơ bản lúc này thị trường không xuất hiện dòng tiền của tổ chức cá mập và những việc vẽ hàng và volume lớn, giờ đến động lực đánh lên là khá khó trong bối cảnh mà việc hút tín phiếu và lãi suất liên ngân hàng thì nó chưa có xuống chậm lại. Thì chiều nay nó có xuống chậm lại thì VPS cũng rất nhanh là mở lại tỷ lệ cho vay, cởi trói cho thị trường, đó là một trong những tín hiệu tích cực. Nói chung mình đánh giá cái động thái này cũng làm cho anh chị nhà đầu tư dễ thở hơn, chứ bây giờ mà lỗ quá nó cũng khó ha. Vậy nên cái yếu tố này nó không có sự xoay chuyển với dòng tiền lớn giải ngân vào thị trường thì mình sẽ không có tham gia, đặc biệt là mình chưa thấy. Tất cả đều phải ăn qua khối lượng giao dịch để anh chị chúng ta nhận biết. Anh chị có thể tham khảo cách tạo đáy của thị trường trên video ngày hôm qua. Cuối tuần thị trường ta đón nhận cái yếu tố chiến tranh Trung Đông, điều này vấn đề chưa thể hình dung được mức độ ảnh hưởng. Tuy nhiên nó sẽ kìm hãm lại cái việc dòng tiền chảy vào thị trường trong ngắn hạn bởi vì cái yếu tố thế giới. Mình vẫn duy trì quan điểm thì ai có gì thì cầm đó cho đến khi có vận động mới. Phiên này xem phản ứng của thị trường theo thông tin biến động thế giới sao rồi mình tính tiếp. Tức là mình không khuyến nghị anh chị nhà đầu tư cầm hàng bán đi,
mà mình không khuyến nghị anh chị nhà đầu tư cầm tiền mua vào, ai có gì thì cầm đó, chưa khuyến nghị một ai bán đi trong suốt khoảng thời gian vừa qua cả. Ai về mình cũng các anh chị giữ đi, ráng gồng đi, bởi vì những cái điểm này những điểm quá sâu nó sẽ phục hồi bất cứ lúc nào, đúng không? Những anh chị nào mà đã từng nhắn tin cho mình hỏi những cái ngày vừa qua rất là kinh hoàng như thế nào khi anh chị hỏi mình là những cổ phiếu đó anh chị cầm lỗ quá bán không, mình luôn nói với anh chị à, anh chị không nên bán cổ phiếu đi, vì lúc này không phải lúc bán tông bán tháo, các cổ phiếu nó đào quá thấp rồi. Vậy là chúng ta tìm một cái điểm phù hợp trong trường hợp đảo chiều mình mua cư chân bàn là một. Cái thứ hai, trường hợp không tìm được điểm đó thì chúng ta phải chờ đợi những cái phiên phục hồi của thị trường theo cung cầu tự nhiên để chúng ta tính tiếp, chứ không phải là lúc đó chúng ta đi bán tông bán tháo cổ phiếu, ta lưu ý ha. Thì hôm nay bên mình có lấy VB băng, mình có nói là anh chị nhà đầu tư có chưa có VB băng trong danh mục thì nên lấy. VB băng là cổ phiếu trong danh mục chủ chốt của nhóm, tuy nhiên cái vùng giá này anh chị chúng ta chưa có thì chúng ta lấy một ít vùng 21 và 21.3, gom một phần vùng này, khi nào VB băng trên game thì mình báo với anh chị nhà đầu tư. Anh chị cứ rải ra mua thôi, cổ phiếu có cung cầu riêng nên mình luôn để cho anh một chủ chốt và không bán trong suốt các quá trình vừa qua. Vùng nào anh chị chúng ta chưa có thì lấy một ít vị thế, khi nào game chạy mình khuyến nghị đánh to sau. Anh chị chúng ta cứ rải ra mua và không cần các quan tâm các biến động ngắn hạn, bởi vì là cổ này nó chạy biên quanh vùng 21 cộng trừ. Nên là khi mà mua rồi thì chúng ta cầm, cái nào xác nhận đánh lên thêm được. Thì anh chị có thấy là khoảng 1 2 giờ nè, anh chị thấy là buổi đầu buổi chiều nó kéo lên. Lý do là ngày mai VPS sẽ mở tỷ lệ margin một số mã cổ phiếu, kỳ vọng thông tin này thị trường sẽ cân bằng và có dòng tiền lo chúng ta sẽ giải ngân. Còn chiều nay thị trường phản ứng với tin này thì đang từ yếu nó chuyển thành mạnh. Tuy nhiên anh chị cũng không nên vội vàng, ta cứ chờ thêm. Lúc này cái dòng tiền mà cá nhân vô mua thì chỉ có một bên bán thôi, đúng không? Chứ làm sao mà nó tạo ra hai bên được, lúc nào chỉ có nhỏ lẻ đánh nhau với tổ chức thôi. Nên quan điểm của mình là chiều nay ra tin thì đa phần nhà đầu tư cá nhân phô mua là chính, thế còn tổ chức người ta sẽ không mua, nếu người ta mua thì nó khác lắm. Và hôm nay mình là không đánh giá họ mua. Anh chị thấy danh mục của mình xuyên suốt giai đoạn này gần như mình đâu có giải ngân đâu, vẫn cầm y nguyên cái danh mục này. Tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta vào nhóm mình đều thấy trợ lý của mình update cái danh mục này, và anh chị thấy gần như ngày hôm nay đánh toàn bộ vào những cái danh mục của mình. Ví dụ BBS 4% nè, FPT 3%, Zemandev 1%. Ví dụ những cái con như Zemandev này mình có view cho anh chị nhà đầu tư là những con này anh chị nắm dài, thế thôi, rất đơn giản. Bởi vì là quý tư này mình những cái giá cước này kia là của cổ phiếu là của cái doanh nghiệp này là ok. Cái thứ hai là cái anh chị hình dung là cái mẫu hình nó rất là đẹp, mẫu hình vượt đỉnh mọi thời đại, thì những con này đánh vào form đó. Ví dụ BSR, GAT hay VB băng, những con này vẫn nắm giữ bình thường. Có MSB lỗ 3% thì vẫn để bình thường, có sao đâu. Thị trường trong giai đoạn vừa qua cầm cổ phiếu lỗ 3% bình thường. ACB mình cầm lỗ 1,75% bình thường. RE mình cầm ngắn hạn, ở đây cũng 10 ngày rồi nhưng mà nó chưa có cho đồng lời, với lại mình không muốn bán đi vì các cổ phiếu này nó chưa có xấu và chưa gây ra khoản lỗ quá lớn nên mình vẫn nắm giữ bình thường. Để chúng ta phải lưu ý nha, gần như là các cổ phiếu trong ngày hôm nay bên mình chọn, đầu tiên anh chị phải là nhìn nè, bên mình có ba dòng nha. Đầu tiên là anh chị thấy BVS nè, BSR và GAS chúng ta đưa vào dòng dầu khí. Thì quan điểm của mình là tại sao mình đưa cái nhóm này vào danh mục chủ chốt, bởi vì thứ nhất là anh chị nhìn BSR, đối với những mã cổ phiếu như thế này là cái trend của nó vẫn là cái trend lên và chưa có những cái pha gãy trend lớn. Cái thứ hai là quan điểm của mình là con này nó có một số cái trận, thứ nhất là độ tích lũy của nó quá lớn, thứ hai là gì, thứ hai là nó có những cái yếu tố về mặt là chuyển sàn. Thì đó là một trong số những cái yếu tố kỳ vọng ngắn hạn. Thứ ba đó là năm nay thì mình đánh giá là năm của dầu khí, mình không chọn chứng khoán và những cái dòng khác, mình chọn dầu khí cho những anh chị nhà đầu tư chúng ta nắm giữ lâu dài. Bởi vì anh chị biết là trên thế giới thì bây giờ cái giá dầu là những cái mà nó đang rất là hot. Thí dụ như Nga, Ukraine đánh nhau chủ yếu nâng giá dầu lên bán chứ làm gì đâu. Vì thế mình chọn dầu khí là những cái dòng đang có yếu tố hưởng lợi trong năm nay, thì mình vẫn chọn và nắm giữ BR, GAT này và BVS. Còn BVS thì nó khác, nó ngoài dầu ra nó còn làm rất là nhiều thứ. Thêm một cái, nếu mà nó bắt được cái lô bê ô môn thì nó càng ok. Còn những con này mẫu hình tốt nè, con này vượt 40 thì ngon, mình vẫn nắm giữ và không cho anh chị nhau từ bên mình bán đi. Vì thứ nhất là không có gì bán, thứ hai giữ trend. Thứ ba trong xuyên suốt anh chị thấy thị trường giảm 150 điểm nó vẫn loanh quanh cái vùng này, nó đâu có rớt đâu đâu mà chúng ta phải lo lắng. Tiếp theo là anh chị nhìn nè, mình có FPT đi chẳng hạn. Vì sao chọn con này? Vì năm nay là năm của chip, năm của bán dẫn, năm sự thay đổi. FPT những cái con vượt đỉnh mọi thời đại như thế này mình mua từ cái vùng giá này thì mình cứ nắm bình thường. Kể cả nó về 90-91 ổng kệ đó, mình vẫn nắm bình thường, vẫn cho nắm bình thường. Kể cả tài khoản mình bây giờ vẫn nắm bình thường. Anh chị nhìn Zemandev nè, mẫu hình vượt đỉnh mọi thời đại nè, giá cước bây giờ đang tăng rất nhiều. Những con này mình mua từ cái giá nền này, cứ để nó cầm thôi, đâu có việc gì phải bán đâu. Còn các mã như ACB nè, những con ngân hàng như thế này là nó gần xác đỉnh rồi, vượt 24 là nó sẽ vượt đỉnh mọi thời đại của nó. Ở VBank là có độ tích lũy rất tốt nè, cổ phiếu tích lũy rất lâu rồi, cổ phiếu tích lũy rất lâu, nền giá tích lũy cực to. Đây là những pha rũ nè, chúng ta tính vào một cái nền giá nè, những con này nó vượt 22-23 trên hết cung. Hôm nay là phiên nó mồi dòng tiền cho anh chị nhà đầu tư nào chúng ta chưa lấy thì chúng ta lấy, bởi vì nhiều anh chị nhà đầu tư mới vào nhóm đâu có hàng đâu, thì anh chị lấy con này, thế thôi, mua một mã duy nhất. Chúng ta có gì mới bên
Nhưng con này vẫn loanh quanh đây với thị trường nó giảm, con này giảm 400 bao nhiêu đâu, vẫn loanh quanh cái vùng giá này và chờ nó vượt lại cái vùng giá 15 thì nó sẽ vào trận. Vì thế đối với những cái mã như MSB, VB, ACB là những mã cổ phiếu mình chọn. Mình không chọn CTG, không chọn BIDV, không chọn Techcombank và không chọn STB. Mình chỉ chọn những cái mã cổ phiếu nào mình đánh giá là dòng tiền nó đang ở đó và nó đang gom. Nên là anh chị thấy những cái mã mình chọn á, mức độ biến đổi của nó là cái yếu tố biến động của nó không cao, không nhiều. Nó chỉ loanh quanh cái mức giá mình mua khoảng cỡ 3 tới 400 quay đầu. Nó không có những cái biên như con ghét, không có những cái biên như con ghét như đó khoảng cỡ 30% là con vít chẳng hạn. Đấy, không có những cái biên như thế này. Thì chúng ta lưu ý một số cái yếu tố vận động chung của thị trường như là các mã cổ phiếu của mình ở trong những cái thời điểm như thế này. Tuy đương nhiên thì những cổ phiếu chủ chốt thì mình không bán, cả nó tăng nó giảm mình cũng không bán. Mà chỉ mua mình nắm giữ thôi. Còn những mã cổ phiếu khác trên thị trường thì nó đang vận động như thế nào, và cái vùng nào là cái vùng mà cổ phiếu sẽ gặp kháng cự trong ngày mai thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau phân tích. Còn cái việc mà cổ phiếu gặp lực bán hay là anh chị chúng ta có bán hay không thì tùy vào anh chị nhà đầu tư ha. Còn nếu mình là anh chị nhà đầu tư, ngày mai thị trường úp lên canh tranh thủ mà mình hạ thì đọc ngay chứ không thằng khác nó hạ trước. Ok ha. Nhóm ngân hàng thì được vài con, nhưng BIDV đồ đây thì xấu quá, nó không thấy điểm hồi. Chúng ta có CTG, con này hồi cũng lắm được 30 thôi nha, thì nó sẽ quay đầu. Ở đây là cái vùng kháng cự trước của nó, nên anh chị chúng ta lưu ý CTG vùng 30. Chúng ta có EIB, những con này thì Nam nghĩ là nếu anh chị có nên lên 18 là tích lũy lại ở đây này, thì chúng ta sẽ đánh vòng sau, không nên bán con này ra. Rồi cái thế của này nó khác, nó rủ sâu này. Nó rủ sâu rồi thì giờ nó chờ cân bằng tạo ra mẫu hình mới trong giai đoạn sau chúng ta đánh nhá. Ta có MB thì những con này chạy biên 19 18 thôi. Anh chị nào cầm MB trong giai đoạn vừa qua thì tài khoản đâu có biến động nhiều đâu, vẫn ok. MSB cũng thế, những con này cùng form, tức là dòng tiền tổ chức người ta đợi giá không cho nó diễn biến quá nhiều. STB thì con này cùng lắm lên được 32 anh chị, cùng lắm lên 32, dòng tiền volume ở đây khá nhỏ, phục hồi theo dạng cung cầu tự nhiên và nó có một cái đáy ở đây nè. Giả sử nó mà đây là đáy thì kiểu gì nó cũng test lại một lần nữa. Có thể là nó không test hoàn toàn cái đáy thấp nhất nhưng nó sẽ test lại cái vùng 295. Còn nếu mà nó xấu thì nó sẽ về lại cái vùng giá 28. Chúng ta lưu ý ha. VB thì ok rồi, mình đánh giá con này nè, thị trường những cái lúc nó giảm là những con này nó vẫn tăng, rủ lại đi lên như thế này là đẹp. Con này vượt cái vùng giá 23 là sẽ rất là tuyệt vời. Đối với VB với một nền tích lũy như thế này, đây là phiên cổ phiếu có yếu tố dòng tiền nó mồi, nên anh chị đã thanh khoản bắt đầu nó lớn lên. Thì đây là một trong những cái phiên bên mình lấy vào một con duy nhất VB. Chứng khoán thì mình coi mấy con lớn thôi, như BSI, BVS rồi FTS, những con này có đầu coi, CTS như thế này có đầu con chị. Con này cùng lắm lên được giá khoảng 27 là quay đầu. Áp lực trên nhà đầu tư kẹp cái vùng này vẫn cao, vẫn nhiều. Ví dụ MBS nè, đối mình thì con này đang làm kháng cự luôn rồi, 23 quay đầu. Ta lưu ý nha, SHS thì cổ phiếu này quanh 18 nha anh chị nhà đầu tư, quanh 18. Ta có SI, con này có cái gap này xác suất lấp không cao đâu, lát này sẽ là kháng cự cổ phiếu. Vì thế cổ phiếu này sẽ, nếu mà mạnh lắm nó lên được 338 là quay đầu. Cái gap này khả năng lấp sẽ không cao, ta lưu ý nha. Bởi vì cái gap này nó hơi to và lực bán nó khá mạnh, vì thế để cổ phiếu lấp gap á, nó phải có, nếu mà nó lấp gap là lấp hôm nay rồi, phiên chiều nó phải lấp rồi. Còn nếu không á, thì ngày mai nó FOMO cùng lắm lên đâu đó khoảng 337, 338 là quay đầu. Chúng ta lưu ý đó. Chúng ta có gì VCI này, những con này rất sâu này. Phục hồi lên quanh 42 là chạm vùng kháng cự trước. Vùng này kháng cự khá dày thì vì thế là cổ phiếu này lên 42 nó sẽ gặp áp lực bán. Ta lưu ý, ta có VD. Con này 22 là gặp áp lực bán là anh chị nhà đầu tư. Quanh đây thôi. Cái vùng 20 nó cứng ha. xuống phục hồi, nếu mà nó đạp vùng phía sau này nữa thì đẹp. Như thế anh chị có vùng chiết khấu từ 18 ăn lên lại 22, lúc đó nó mới đủ biên để cho anh chị đánh. Còn nếu từ 20 lên 22 thì mình nhường nhà đầu tư khác. Chúng ta lưu ý, nó anh chị đã bắt được VD trong giai đoạn này mà ăn được khoảng 10% là tuyệt vời. Nhưng mà trong giai đoạn này thì mình không đánh đủ rủi ro như thế, thì mình chỉ có chờ thôi, bởi thanh khoản nó hơi thấp nên mình chưa có tham gia. Dòng thép ta có Hòa Phát nè, những con này lên 26 là áp lực bán nó sẽ xuất hiện ngay. Ta lưu ý đó, Hòa Phát ở đây khối lượng nó nhỏ quá. Giao dịch và khối lượng hơi bé. Ta có Hoa Sen là con này 20, 7 line nữa là gặp kháng cự. Đó, các cổ phiếu mà gặp như thế này thì kiểu như nó sẽ quay lại test cái vùng giá 18. Ở đây anh chị thấy 18 có 3 lần nó không thủng nè. 1 lần nè, 2 lần, 3 lần nè. Nếu mà nó quay vào lần thứ 4, quan điểm mình nó sẽ thủng. Vì thế là thị trường chúng ta, nếu mà mình coi kỹ á, thì mình sẽ thấy là kiểu như cái vùng 1106, 1107 nó không thủng. Đó, chúng ta phải chờ được cái điểm đó. Bởi vì mình đưa ra kế hoạch rồi, nếu mà dòng tiền nó không vào, trừ khi nào dòng tiền nó phải vào thì nó mới thay đổi được quan điểm của mình. Bởi vì mình là người đánh theo dòng tiền, đúng không? Nó ra được những cái cây volume to như thế này, dạ gì chỗ này nó mua nó phải đạp được nhau, tự kẹp ở đây nè. Còn lúc này nè, đang thuận theo thị trường, nó để cho các cổ phiếu tự giao dịch.
nhà đầu tư tự mua bán, tự thay máu, tự cắt lỗ nhau thế thôi, cho nó còn hàng đâu, chắc như nó còn nó truyền hết hàng cho nhà đầu tư trong vùng này rồi. Mà lưu ý nha, Nam Kim 20 là kháng cự rồi chị, con này lên trước gặp kháng cự trước thôi. Thì theo quan điểm của mình là thị trường ngày mai mà nó chạy lên cái là kiểu gì nó không gặp áp lực bán ha. Dòng trầu thì mình thấy FPT ok, GAT ok nè, những con này thì cũng khó nói, BNG cũng được nè anh chị, con này rất sâu, volume bé tí. Đối với những con này thì mình đánh giá khác, ở chung anh chị có BNG chúng ta nắm được, nó đang hưởng lợi từ giá vàng, giá vàng đợt này tăng cao vì cái yếu tố chiến tranh, bước lên như thế này là đẹp. Cổ phiếu này nó đang phá cái chân giảm này, đây là một cái điểm mua mồi đầu tiên nữa anh chị, chúng ta thích BNG. Những con này cái thế nó hơi lớn, ta có gì ở Vinamilk, những con này đang cong xuống hơi sâu ha, mình chờ con này ở vùng giá khoảng 70 72 trong giai đoạn sau nhé. Tiếp theo đầu tư công ta có C4G, cổ phiếu này thì quan điểm mình đã lên đâu đó khoảng giá 13 là gặp áp lực bán hơi ngắn. CI vậy, CI lên đâu đó khoảng giá 19 đó. Lên trên này biên thấp đó, không cao đâu, cổ phiếu rớt sâu nè, phục hồi nè, rớt nè, phục hồi lên thôi, còn không thể tăng được. HV này, con này nè, lên cái gap này là kháng cự rồi anh chị. Nguyên tắc con này có một cái gap cái vùng giá khoảng 17.6. Có thể con này nó lấp được, nhưng mà mình nghĩ là khả năng ngày mai là nó nhúng lên cả là sẽ gặp áp lực bán ngay. Lưu ý đó là HV nha. LCG thì vùng này là kháng cự rồi. Tăng tiếp hơi khó. Cùng lắm lên đâu đó được giá 14 nhưng mà tăng tiếp thôi. Xác suất nó test đáy cao hơn là cái việc nó sẽ quay lên nó test cái vùng trên giá 14. Bởi vì lúc này nó test nó là test những cái phiên gần đây rồi. Lưu ý nha, VCG. Chúng ta có cổ phiếu này cái vùng giá khoảng 26 là áp lực bán nó khá nhiều. Loanh quanh vùng này về test lại vùng giá 24. Ở chung là mình thấy đánh hơi mỏi nên là cũng chưa tham gia. Bởi vì khi nào mà chiết khấu đủ thì mà đánh được, còn không thì thôi. Dầu khí BVSR hay là BVS, BVD thì nó không phải là phù hợp cho cái tiêu chí anh chị chúng ta đánh ngắn hạn. Nếu anh chị có giá thì vốn tốt như mình thì anh chị cứ nắm. Còn đánh ngắn hạn thì mình cũng không thấy điểm mua, cũng không thấy điểm bán luôn. Nên là đâm ra những con này nó chỉ phù hợp cho anh chị nắm giữ nhé. Phân đạm những phiên này tăng tốt mà đạm Cà Mau ha. Chúng ta có CSV rồi, tăng trần kinh thiệt cho đại Phú Mỹ rồi, quá dữ. Anh chị nắm được cái dòng phân đạm giai đoạn này thì quá hay. Còn mình không biết cái dòng này nó có cái gì hay không thì mình không rõ. Nó không giống như cái đợt chiến tranh Nga Ukraine là cái giá ure rồi nó tăng. Đợt này chiến tranh Trung Đông thì không biết là ảnh hưởng gì không thì mình không biết, nhưng mà đợt này nó đánh hay thật. Ở chung tại vì thị trường xuống nên mình không coi cổ phiếu, không đi soi, không đưa tiền nhà đầu tư vào lúc mà thị trường nó gặp yếu tố giảm điểm ha. Nên là những anh chị đánh được những cái mã cổ phiếu ngược trend như là ok. Ví dụ như là những mã cổ phiếu bên mình có những mã cổ phiếu ngược trend như nhóm Cảng Biển này, bên mình nắm Zemadep đi, con này vẫn tăng trong lúc thị trường giảm chẳng hạn, nhưng mà mình đâu có cho mua mới đâu, mình cho anh chị nhà đầu tư nắm giữ thôi, không dám cho mua mới. Đó là nguyên tắc, nguyên tắc là thị trường giảm nó không có mua, có hàng á, những con này dòng tiền chưa ra người ta nắm, người ta chờ, người ta không mua thế thôi. Chứ giai đoạn này quan điểm của mình là vẫn là giữ tiền, là kiếm tiền, mà khi nào dòng tiền nó vào để nó đánh lên thì mình mới kiếm tiền, còn lúc mà thị trường nó như thế này thì mình chỉ giữ tiền thôi. Đúng ý ha. Người ta có gì HAH nè, những con này tăng vượt đỉnh quá dữ, anh chị có quá ngon nhé. Tiếp theo bất động sản nó có sale, con này rất sâu rồi, phục hồi cây này nhiều anh chị nhà đầu tư thấy ngon ra có gì đồng ngon, mình thấy được cái điểm nó ăn con này cùng lắm lên 20 là quay xuống. Nên anh chị nhà đầu tư cầm cổ phiếu nghe mình nói chắc chắn rất khó chịu vì không ai muốn nghe cổ phiếu mình rớt à, nhưng bản chất nó là cung cầu anh chị, ngày mai chứng kiến nhá. Người ta có đích nè, những con này lên cùng lắm nó được 2 3 năm, 24 là quay xuống lại, làm gì có xung lực kéo lên anh chị nhà đầu tư, cái thế nó khác. Ví dụ cổ phiếu ở đây tích lũy nè, rũ xuống cân bằng đi ngang, dòng tiền đi vào nè, dòng tiền đi vào nè, cái thế nó tăng nó khác biệt với giai đoạn này, cứ thế nó chui xuống. Bởi vì khi mà cổ phiếu nó bước qua một cái mạng sườn bên phải á là anh chị thấy tất cả những cái điểm cổ phiếu đi lên lúc nào nó cũng gì, lúc nào nó cũng gặp kháng cự, đi lên là gặp người bán, lên là gặp người bán. Còn khi anh chị thấy là trong giai đoạn này cổ phiếu nó bước qua vùng kháng cự nè, là anh chị Nam Chi anh chị coi nè, giá này cổ phiếu đi lên này, xuống đi lên là gặp kháng cự nè, thấy không, thì bắt đầu tích lũy lại rủ xuống này, bắt đầu nó bước qua kháng cự là test test như thế, là cứ test là đi lên, test là nó đi lên, test là nó đi lên. Vì sao? Bởi vì bên này nó không còn kháng cự nữa thì nó đi lên, nó rất gặp ít lực bán của những nhà đầu tư kẹp, nó chỉ đến từ những nhà đầu tư có lời và những nhà đầu tư mới thay máu vào và người ta đi đánh cho cổ phiếu đi lên. Còn khi thì cổ phiếu nó vào trong giai đoạn này, anh chị thấy không, cái mạng sườn bên trái nè, cổ phiếu lên nó bị bẻ ngang qua thành một cái mạng sườn bên phải, thì các vị thế mà cổ phiếu này đi lên từ giờ trở đi á là kiểu gì nó gặp áp lực bán,
cứ đi lên là gặp ông kẹp, cứ lên là gặp những nhà đầu tư từng để dấu chân của mình lại trên đó. Đến gần thế khác gì đâu. Đây. Vì thế là các cổ phiếu nó muốn đi lên nó phải chờ đợi rất lâu. Này anh chị thấy cổ phiếu nó khi nó vượt được cái kháng cự nè. Anh chị thấy không, kháng cự sinh ra để vượt mà, một lần không được, hai lần không được, ba lần không được nè, bốn lần không được nè, năm lần không được, lần thứ sáu thì nó vào trên. Lúc nào vậy, kháng cự sinh ra để vượt và vào trên thì hỗ trợ cũng vậy. Sinh ra cái hỗ trợ nào càng mạnh thì xác suất nó lũng càng cao. Lưu ý nha. Ta có 55 hay là con Novaland nhiều anh chị kịp con này cứ hỏi mình cách xử lý thề luôn biết xử lý sao. Nói thật, cổ phiếu nó cứ xuống như thế này bà con kẹp đầy, cứ lên là gặp bà con cư chân bàn cắt lỗ thôi, chứ còn nếu anh chị nào thực ra nếu anh chị nào kêu mình xử lý con này thì cũng biết xử lý bởi vì nó đi quá sâu rồi. Nói thật cho nếu anh chị nào mà rảnh nó coi lại cái video ngày 8 tháng 9 ngày 9 tháng 8 năm 2023 của Nam. Nam nhắc nhở rất nhiều anh chị nhà đầu tư cầm Novaland là anh chị cực kỳ cẩn trọng, mình không muốn nói thẳng là đang có thằng nó phối hàng cho anh chị. Nhưng mà thực ra mình biết những người đang phối hàng cho anh chị, mình nói với anh chị nhà đầu tư cây này nè, ngày mai nó sang luôn. Ngày mai nó sang luôn. Không chị không tin anh chị coi lại video này đi. Mình có mấp mé với anh chị nhà đầu tư là những con Nova nè, Hải Phát nè, có vấn đề, anh chị phải lưu ý. Ta khu nghiệp ha, ta có GBR thì những con này tạo đáy lên dòng tiền yếu như thế này thì nó cũng linh sinh thôi. Ta mình đánh giá đâu đó khoảng giá 21 là quay đầu. Chưa được ok. KBC thì cũng vùng giá 32 là kháng cự rồi. Áp lực vùng này khó đánh, mình chưa thấy động lực để chúng ta đánh lên. Bán lẻ thì hôm nay gặp áp lực ha. Ta có FRT này, lên thì chỉnh là bình thường. Anh chị nào có thì nắm, ta có MWG con này hơi xấu. Trụ mà cũng xấu á. Hôm nay gặp áp lực bán nó lớn, con này mà lũng vùng giá 46 là nó sẽ đi hơi sâu nha. Tại vì hôm nay lực bán nó là cây mồi đầu tiên nè, lực bán là lực bán nó chủ động luôn. Mình quan sát con này cả ngày thấy nó bán khá chủ động, nên là con này nếu mà giữ được 46 thì phục hồi, nhưng mà lũng 46 nó sẽ đi hơi xa. À, và đó là các mã cổ phiếu trên thị trường để anh chị chúng ta lưu ý về những cái vùng kháng cự nó cũng tương đương với cái thời điểm là thị trường ta vào cái mốc giá 1150 tương đương phục hồi từ cái vùng đáy là khoảng 45 điểm. Thì nó sẽ phục hồi đủ với một con sóng ngắn hạn. Nhưng mà con sóng này thì anh chị bắt đúng cổ phiếu thì ăn được khoảng 10% quay đầu. Còn nếu bắt trật hoặc là bắt sai T hoặc là bắt nhầm con thì tỷ lệ rủi ro vẫn cao. Nên là mình không đánh đổi. Chúng ta lưu ý. Hôm trước mình có nói thị trường ta về 1100 nó sẽ bật lên. Nhưng mà bật lên như vậy mình sẽ bỏ qua và không tham gia. Vì quan điểm mình là khi nào thị trường ta có những phiên wash out đủ lớn, đổ tiền vào nó sẽ an toàn. Còn nếu thiếu đi những cái vấn đề đó thì mình vẫn sẽ phải chờ. Còn nếu mà thị trường ta lên được 1150, nó test lại 1130, nó tích lũy lại, nó có dòng tiền vào đánh lên, sẵn sàng mua luôn. Tức là nó phải gì? Tạo ra cái phương thức tạo đáy đầu tiên mà hôm qua, phương thức tạo đáy số 2 mà Nam đưa cho anh chị nhà đầu tư, nó phải tạo ra được một cái vùng biên giao dịch trong khoảng 2 tuần, tích lũy lại kiệt về khối lượng thì bắt đầu đem đáy giao đường. Đúng không? Sau đó nó bứt lên, chúng ta sẽ mua thêm cho target 1200 ở cái vùng sắp tới. À, nếu mà đi được cái kịch bản đó, tức là giao dịch như thế này. Đây lên đây, xong tích lũy ở đây nè. Bước lên, thì chúng ta sẽ mua cái điểm pivot này. Chúng ta lưu ý, còn nếu mà nó đi lên đây nè, nó test xuống, nó gãy luôn rồi thì bỏ. Còn nó đi lên đây, nguyên tắc của cái vùng mà tích lũy đây nè, là kiệt về khối lượng nha anh chị. Lúc này nó có thể hiện là tổ chức lên trên này, người ta thu gom hết cổ phiếu trong giai đoạn này. Và nó có một cái điểm pivot xác nhận ở đây, chúng ta sẽ tham gia điểm này. Còn nếu mà nó không đạt những cái tiêu chí này là chúng ta lại tiếp tục đứng ngoài. Hay là đánh với mình thì nó hơi kỷ luật một chút. Nên chúng ta phải lưu ý. Lúc nào cũng vậy, không lúc nào cũng phải, lúc nào cũng mua, lúc nào cũng bán đâu. Lúc nào mà tiền vào mà tiền ra mình ra, mình giao dịch nó hơi kỷ luật một chút. Nên chúng ta phải lưu ý là cái điểm mà mình khắt khe để mình vào tiền nó cũng không phải là rất là feel ha. Mình đánh là mình phải thấy được dòng tiền nó vào, thấy được dòng tiền thì thôi. Chúng ta cân nhắc một số cái yếu tố quan điểm cá nhân của mình về thị trường như vậy nhá. Ok thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là nhớ đăng ký kênh, like video đồng hồ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá tiếp tục của thị trường vào ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.